Ave Maria thì nó phải có ngọn nến. Tắt đèn đi. Đấy chưa bao giờ tôi đi. Chào Việt Nam nhá. Chào Việt Nam. Ngày đầu năm. Chúc mừng năm mới. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tôi đang ở trong nhà của nhạc sĩ Hồng Hà, một trong những nhạc sĩ nổi tiếng của người Việt tại Nga. Và hôm nay là đầu năm mới, chúng tôi được vinh hạnh đến nhà của nhạc sĩ để uống cốc rượu đầu năm. Bây giờ thì xin quý vị và các bạn hãy theo dõi nhạc phẩm đầu tiên mà nhạc sĩ Hồng Hà gửi đến những người bạn thân yêu đang ngồi ở đây. Đầu năm mới gửi tặng các bạn một cái bài cả châu Âu và cả thế giới ngưỡng mộ cho đến giây phút này, mà bài này lâu lắm tôi không nhớ là từ năm bao nhiêu, của Franz Schubert. Anh Hoàng có nhớ là Schubert sống năm nào nhỉ? 1870, 1873. Ave Maria. Thank you.
mạnh của âm nhạc nó như thế nào không? Kinh khủng. Nó quá kinh khủng rồi, sao là bây giờ em nghe bản nhạc này em cảm thấy em quay lại từ tuổi 20 cơ. Mình nhìn lại thật với ông là có đàn ông hai mà mình khóc như mưa. À đúng rồi. Có lần ngồi ở Ba Lan, hai anh em đi chơi Ba Lan, như vòng quanh châu Âu sang Ba Lan mà họp cộng đồng. Khi Hoàng đề nghị đánh bài Việt Nam bài gì? Bài Chia Cắt Hòa Miền này. Văn ký bài ca Hy Vọng. Yeah. Một góc thuốc thích như trẻ con. Không, nhưng mà như thế nói là cái tâm hồn, cái nặng tình nặng nghĩa, cái con người Việt Nam nó đi đâu nó cũng thế, cái tình cảm dân tộc khi mà nó có một cái cộng đồng, có một số trong cái khung cảnh nhất định thì tự dưng cái hồn Việt nó réo gọi, tức là mọi người nó rất gần gũi, tức là đi đâu cũng thế, dù ở Zimbabwe đảo chính có vài ba có ba người Việt Nam thôi, hát bài Người Hà Nội hay là nói một câu thơ hoặc là quê hương trùng khế ngọt là tự dưng lăn quay ra khóc ngay, vì là yêu nước, nhớ tổ quốc, và tổ quốc nó gần gũi góc độ là những người thân, những người bạn bè bên cạnh và gia đình xa xôi, đất nước xa xôi, nhưng mà cái hình ảnh và cái hồn Việt lúc nào nó cũng nằm nó đợi chờ sâu thẳm trong tim. Đấy, cái đấy là không biết là tôi không biết là các cái nước khác, những người khác như nào, chắc là họ cũng có những cái trạng thái tình cảm như thế. Nhưng nước Việt thì mình chứng kiến nhiều và thực ra là khi động đến cái thái độ là yêu nước, nhớ nước hay là quê hương là lúc nào con người cũng tràn trề cái tình cảm. Có thể là cho hết. Thí dụ bảo vì Việt Nam bị xâm lược, về hết ngay. Tất cả vào kéo về để bảo vệ Tổ quốc. Đấy, một cái trạng thái là tôi thấy nó rất hay và không biết các dân tộc khác như thế nào, nhưng Việt Nam chắc chắn như thế. Khi mà có lời kêu gọi của Tổ quốc, của nước mẹ là tất cả đều hướng về. Và nhất là điển hình là những ngày lễ, ngày Tết, Tết âm lịch sắp đến này. Đây trong không khí này, mặc dù đây là đang sống ở Nga, một cái xứ sở xa xôi. Và cộng đồng Nga thì tôi nói sau, nhưng mà tôi đang nói về cái tinh thần người Việt ấy. Thì dù có ra khỏi biên giới hay trong biên giới thì lúc nào cũng là một cái, thứ nhất nó là một cái tư tưởng, thứ hai nó là một cái tình thương, tình cảm mà khó diễn tả, chỉ có papat lâm trận thì mới biết rồi. Tại sao ngày xưa Trần Quốc Toản Việt Tí mà nghĩ đến giặc ngoại xâm là tay bóp nát quả cam lúc nào cũng biết, hội nghị Diên Hồng là các cụ réo gọi, chả cần réo gọi đâu, dân cứ đến đứng đầy ngoài đường. Biên giới đóng từ thương từ nhớ. Đúng rồi. Thế là không có đề nghị thế này, vừa nghe về một cái bài của Sube. Bây giờ chúng ta sống cách xa Tổ quốc, chuẩn bị năm mới đến, thì tôi đề nghị anh em chơi bài rất khó, nhưng là bài rất hay và là những bài kinh điển.